Nếu như quý anh chị đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng, máy dầu số tự động đi tiết kiệm, vận hành êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, tính thanh khoản tương đối khá là cao, hàng Nhật Bản, mang giá trị cốt lõi, đảm bảo cho anh chị về an toàn và chất lượng thì thử tham khảo ngay em xe này nha. Trước mắt quý anh chị là con Toyota Fortuner phiên bản Legender máy dầu 2.4 lít số tự động một cầu đời 2021, xe đi chuẩn ô đô hơn 48.000 km, xe mang biển số tỉnh 66 Đồng Tháp. Ở phiên bản Legender thì xe có trang bị cốp chỉnh điện. Đường bộ đăng kiểm của xe còn đến tháng 9 năm 2025, 4 vỏ zin theo xe, sơ cua chưa chạm đất. Xe được trang bị động cơ dầu 2.4 lít cho ra công suất cực đại khoảng tầm 148 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tiêu hao nhiên liệu ở mức tầm 7 lít 1 đến 8 lít 2 trên 100 km vào đường nội ô là 10 lít 2. Nội thất xe được trang bị ghế da màu đen phối với đỏ còn rất là sáng mới, sạch sẽ, có lót thảm sàn, có cổng sạc và cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Ghế lái ghế phụ đều trang bị ghế chỉnh điện nhưng mà chưa có vị trí nhớ ghế. Công nghệ an toàn trên xe thì bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, 7 túi khí an toàn, có luôn túi khí đầu gối. Ở phiên bản một cầu thì xe chưa được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Ô đô chuẩn 48.141 km sau 3 năm lăn bánh, trung bình mỗi năm sử dụng hơn 16.000 km xíu. Xe gia đình sử dụng mang biển số trắng, chủ đi giữ gìn kỹ. Màn hình giải trí zin theo xe có điều hòa tự động hai đục lập, đề nổ startup, hai treo lái eco và power, giúp mang lại nhiều trải nghiệm cảm giác lái khác nhau cho anh chị. Một dòng tổng thể nội thất xe còn sạch sẽ, sáng mới, tươm tắt, máy móc nổ có liền, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tích kích. Đặc biệt xe bên em vẫn còn hỗ trợ vay trả góp khoảng từ 65 đến 70% giá trị xe. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị chứa giúp em khoảng tầm 380 triệu và đã có thể nhận ngay được xe. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã xem đến cuối video.